cái hàng á. Khoảng 9 giờ 10 giờ gì đó mà nắng mất mấy giờ? 8 giờ. Dính rồi mọi người. Đó đó, ấy chứ. Ui da. Dạ. Dạ. Kẹp. Đi. Kẹp. Này. Nha. Còn. Đây. Đây. Đó, 2 4 6 8 con à? Con cũng càng hết con nữa. Đổ ra đi. Cái này lọc này ra rồi nè, phải không? Rồi, lọc cái này. Dính nó luôn rồi. Nghe đi, ngồi lộn. Lọc cái yếm nó bỏ. Yếm nó với cái này nè. Yếm nó với hai cái găng cái gì hay là cái gì không biết. Này cũng vậy luôn, lọc ra hết, làm từ từ hết con này luôn. Con này cũng như có sữa hay sao, có sữa, con mềm mềm. Chắc mới đồng nhỏ. Con này không được nè, cái này nó cứng. Lọc này ra luôn, này hồi để rửa lại cái chất xịn con. Này con này, cái này sữa nè. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một món đó là cua rang muối. Đây các nguyên liệu. Chị cô à, bắt từ sáng tới giờ được bao nhiêu đó? Ở nhà nghỉ dịch với cà gâu cũng mọc dài quá nữa rồi. Giờ trời cũng đang chuyển mưa đúng không? Rồi bắt tay dần vậy thôi. Đầu tiên tỏi. Tỏi ra. Ba. Biết yếu không có miếng vịt nữa rồi. Lấy ra vỏ này ra. Xong. Nhà nghỉ dịch hết rồi không biết làm gì nữa. Chỉ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, ăn rồi đây. Đấy. Tỏi. Không ra, vậy được. Ớt vô. Trái đi. Này sắc nhiều chiên nhiều.
theo. Để này xong lên. Thằng này chuẩn bị lấy hồng gan bỏ vô đây. Tí muối, ít thì rồi nhiều quá mệt. Nào. Xíu đường thôi. Đổi. Đố các bạn sao tôi không lột vỏ. Nhậm ra. Trái cay không ta? Có thêm trái nữa đi. Nghe hai trái ta, hai trái đi ha. Hai trái ớt đi cho nó cay. Chứ những ấy nó không cay đâu. Hỗn hợp thì cho nó nhuyễn ra. Rồi giờ thì bóc cái vỏ này ra dễ, trời mất công rồi. Mình nãy mình lột ra mình không có, mình lột vỏ ra nó trơn đâm khó. Giờ tiếp theo lửa lên đó. Nè muốn biết chảo nóng hay không mà thọt bàn tay vô đây. Nó chơi thì nghe mấy cha thọt vô nóng phỏng nha. Tiếp theo đồ ăn bỏ vô. Rồi không biết kịp thì mưa không biết này hồi tắt rồi thấy mở rồi. Để nóng mình cho tỏi với ớt vô. Mà mốt mua cái camera mà loại mà có thể truyền được cái mùi á, cho bay mùi qua coi mới đã. Đây là dễ như vậy nãy nè. Coi chưa. Quay nữa rồi, sáng cái quay nồi đi. Cái video của mình đến đây cũng đã hết nha. Nếu mà các bạn thấy hay nhớ like, share, ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Đúng không?